Trong video này, kênh Kho Tư Liệu Xây Dựng xin kính giới thiệu quý vị một cái video về quá trình chuẩn bị thi công đổ bê tông móng và đặt kiềng của một nhà biệt thự đơn lập tại quận 9, phường Phước Long B. Đây là quá trình hoàn tất quá trình chuẩn bị cốt thép để đổ bê tông. Thì xa thì có một anh thợ đang tiến hành chỉnh sửa lại các buộc thép và về mặt hình học của cốt thép, nhìn cho thật là đẹp, hay là thẩm mỹ. Thì đây là hệ đàn ngang của công trình. Hệ đàn ngang này thì kích thước là 300 x 600. Chúng ta sẽ đi kiểm tra cái kích thước của đàn ngang để chúng ta xác định rõ hơn. Đây, đây là chiều ngang của cái đà kiềng. Chiều ngang mình là 300 và chiều sâu của đà kiềng. Đây, chúng ta thấy là 61 phân, rất là tốt, sắt làm rất là đẹp. Đai thì bố trí rất là đều, cách đai là khoảng 15 phân. Đây là đai này là đai bằng sắt 8. Cốt thép của đà kiềng ngang này thì chúng ta sẽ dùng hai cái sắt phim 18. Đây, sắt phim 18 của Việt Nhật. Việt Nhật thì có cái hình bông hoa mai nằm trên những cái sắt gân này, những cái thép gân này. Thì từ sắt phim 10 trở lên là chúng ta sẽ có hình hoa mai trên cái sắt gân này. Gồm hai cây sắt phim 18 nằm trên lớp trên, và gồm 6 cây sắt phim 16 bố trí toàn bộ đà kiềng. Thì ở giữa bụng, do cái khoảng làm việc của đà này mình tới 600 nên chúng ta sẽ bố trí một cái sắt cấu tạo phim 12 chạy giữa, để cái khoảng giữa làm việc giữa các lớp sắt không quá 400. Đây là sắt phim 12 nằm giữa đà, chạy dọc xung quanh hai bên. Sẽ tiến hành quay một cái móng nhỏ nhà phía sau. Đây là lớp cốt thép bên trên. Thì bên trên thì đây là một lớp sắt dùng sắt D12 của Việt Nhật, sắt phim 12 Việt Nhật, phim 12 Việt Nhật dùng A200 bố trí bên trên. Lớp sắt bên dưới cũng chúng ta cũng dùng phim 12 của Việt Nhật và dày hơn là A150. Thép này thì được đặt lên trên đầu cọc bê tông thép. Cọc bê tông thép thì chúng ta sẽ chừa cái đoạn neo, đoạn sắt dư neo vào trong đà khoảng từ 500 đến 600, và bẻ vát 45 độ. Đây là cốt thép cột thì chúng ta sẽ dùng 6 sắt phim 16. Tại chương trình thì sẽ chừa lại một cái đoạn thắt cột ngắn. Đây là sắt cột để chúng ta sẽ xác định vị trí một cách chính xác nhất. Sau khi chúng ta dựng cột lên trên thì sẽ rất là chuẩn. Sẽ là bài dọc. Cái đài dọc của công trình thì chúng ta sẽ dùng 6 cái sắt phim 16. Dùng 3 lớp trên và 3 lớp dưới. Chúng ta sẽ đi xuống sắt phim 16, sắt thẳng. Các ngày là tiến hành kê lại những cái đà để cho lớp sắt nó không bị dính vào trong sắt, ép sát vào trong cái thành của cốt pha gạch và dưới đáy của này, để cho chúng ta đảm bảo lớp bê tông bảo vệ được đều và
bảo vệ của thép, đây anh thợ đang tiến hành chỉnh sửa lại cái gốc thép, thiệt là đẹp, đẹp quá rồi mà anh cũng còn chỉnh sửa nữa. Là một cái móng lớn ngôi nhà thì con thép bố trí rất là đều. Trời nắng quá, rất đẹp. Còn đây còn 6, sắp đi 6. Đây là đàn ngang, đàn ngang của công trình. Hệ thống một cái đà kiềng bên hàng rào, thì bên cạnh này có một cái nhà nó đang xây tầng hầm, nên chúng tôi dùng phương pháp tấn công pha bằng tôn để sau khi tháo chúng ta sẽ không bị lấn qua bên nhà bên cạnh. Hệ thống ống nước của công trình này thì chúng ta sẽ đi thành hai hệ thống ống chính, là một ống thoát nước sinh hoạt và ống thoát nước mưa. Ống thoát nước mưa thì chúng ta sẽ đi riêng một hố ga và ra phía trước, phía bên tay trái ngoài công trình nhìn vào, và thoát nước sinh hoạt của chúng ta thì bên tay phải. Chúng ta sẽ đi riêng hệ thống ống riêng của từng hệ thống nước mưa sinh hoạt riêng. Rồi, cái công tác chuẩn bị đã hoàn thành thì chúng ta đang chờ bê tông tươi tới để chúng ta tiến hành đổ bê tông vào móng đặt kiện thôi. Cái công tác thì đã hoàn thiện hết rồi.